Hai, xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8. Thì như cái clip hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ với tất cả anh em trồng nấm về những mối lái về thu mua nấm ở trong cái chợ đầu mối Bình Điền này. Thì nếu anh em có quan tâm thì hãy xem video này, mình sẽ ghi lại từng vựa một để cho anh em có thể biết và làm việc trực tiếp với những đầu mối thu mua ở này á, thì những cái video này mình chia sẻ thì mình chủ yếu là nhằm mục đích cho những anh em mới vào nghề trồng nấm, chưa biết mối lái nằm ở đâu và số điện thoại liên hệ như thế nào. Còn những anh em nào mà đã từng trồng nấm, biết mối lái trong này rồi thì có thể tham khảo thêm một số mối lái khác nữa. Còn theo như kinh nghiệm của mình á, thì mình chia sẻ ở đây thì mình cũng nói với tất cả các anh em trồng nấm như thế này. Nếu như mà mình có mối lái lẻ trồng ở số lượng ít thì mình nên cung cấp ở chợ lẻ. Còn nếu như anh em nào mà trồng ở số lượng lớn, quy mô lớn mà cần nhập, gọi chung là cần có cái đầu ra lớn á, thì anh em hãy nên xem những cái video này để cho nắm bắt được tất cả tình hình của lái này nha. Và thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyến hành trình nào. Đây là khu chuyên kinh doanh về nấm của chợ đầu mối Bình Điền nha. Thì hiện tại thì buổi chiều rồi nên là anh em nhìn thấy là không có ai hết, vì chợ đầu mối thì người ta kinh doanh về đêm thôi nha. Và thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với tất cả anh em từng sạp một để anh em nắm bắt được cái thông tin nha. Và thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nè.